sẽ nói dạng hừng đông rừng xanh mời gọi nguyên về cắm bay nhóm nghề phố phường nghe biểu say người người chúng ta dựng xây thành phố mới. Vâng, kính thưa quý vị, một lần nữa chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để cùng cảm ơn nghệ sĩ Kim Phụng đến từ Trung tâm Văn